MC chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Dũng Vlog nha. Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đang tham gia và ủng hộ kênh Đặng Đình Dũng Vlog cũng giống như là đang đam mê cái dòng chó sủa Bắc Hà của Việt Nam. Thì hôm nay em sẽ video này em sẽ giải quyết một số vấn đề thắc mắc cho các cô chú anh chị em về cái vấn đề mà mọi người hỏi đến về cái đề tài là Tú ơi, liệu nuôi chó cái hay chó đực là khó hơn? Đấy thì sau những cái năm mà trải nghiệm cũng giống như là tìm hiểu và cũng đã nuôi cái giống chó sủa Bắc Hà này từ năm 2010 cho đến tận nay là nó cũng được là 11 năm rồi. Thì em cũng nhận ra một điều rằng là nhiều người nói rằng là nuôi chó đực là dễ hơn, rồi nhiều người là nuôi bảo nuôi chó cái là dễ hơn. Thì đối với bản thân em ấy thì cái con chó đực và cái con chó cái nó đều có những cái độ khó khác nhau mà khi chúng ta tâm huyết và chúng ta nuôi. Không phải là một con chó đực chúng ta cứ nuôi cho nó thật là béo và nhìn thấy bộ lông thật là đầy đủ và dữ tợn hoặc là dài thì chúng ta cảm thấy là thỏa mãn, thì đó là không phải. Đấy. Chúng ta cần phải hiểu rằng một con chó mà đặt vào trong cái tình trạng tốt thì nó tốt cả về tinh thần lẫn tốt cả về thể trạng thì nó mới gọi được gọi là tốt. Nói chẳng phải bảo đâu xa nhé, các cô chú anh chị em nếu người nào không chuyên ấy thì mọi người sẽ không nhận thấy rằng con chó nó sẽ bị stress rất là nhiều ở trong năm nếu mà chúng ta nuôi nhốt rất là nhiều. Và đối với những cái con chó đực thì nó stress vào thời gian nào? Con người cũng động dục thôi, thì cũng giống như là giống đực của chúng ta thôi, là đàn ông thôi. Thì mọi người cứ hay thường ví von rằng là con gái thì nó sẽ có đến tháng, thì con trai có đến tháng hay không? Thì thực sự là con trai cũng đến tháng. Trong những cái thời gian đến tháng của con trai thì cũng rất là mệt mỏi, cũng rất là ức chế. Đấy, nếu không được giải tỏa thì con đực nó cũng như vậy, con đực trong giống chó nó cũng như thế. Và trong một năm ấy thì đến cái mùa động dục mạnh nhất của con chó đó là vào cái mùa chó cái, đó là gần mùa xuân hoặc là mùa xuân. Đấy, hoặc là những cái mùa mát mẻ ở trong năm thì những cái con chó cái nó sẽ động dục hàng loạt. Đó là mùa động dục của những cái con chó cái. Đấy, kể cả chó sủa Bắc Hà cho đến kể cả những cái loại chó bản địa của Việt Nam, chó cỏ hay Phú Quốc hay là Mông Cộc thì nó cũng đều động dục trong cái thời gian đó ở trong năm trên bản đồ của đất nước Việt Nam. Thì đó là một cái giai đoạn nó kéo dài rất là dài ở trong năm để nó sinh sản hàng loạt. Thì chúng ta không nói cái ở trong cái trường hợp này, nếu mà vào những cái con chó đực, nếu chúng ta không cho nó được thoải mái đi đực hoặc không cho nó được thỏa mãn cái nhu cầu của nó thì nó rất dễ gây bị cái tình trạng stress. Stress thì nó sẽ làm cho con đực nó sẽ rụng lông nhiều hơn và nó hay có những cái hành động đó là bực mình, bực bội, và nó có thể là chạy xung quanh chuồng, nó sẽ cắn hoặc là nó sẽ phản ứng rất là mạnh mẽ đối với những người lạ. Và nó sẽ rất là gây nguy hiểm khi nó đến một cái mức độ ức chế, stress ức chế. Và nó cũng đối với những con chó cái như vậy, khi mà đến cái quá trình động dục của nó, ví dụ như là động dục đầu tiên của nó tầm 6 tháng tuổi trở lên nó sẽ động dục và chúng ta biết được đó là cái thời kỳ dậy thì và phát triển của nó. Thì nếu mà với cái giống chó, dòng chó ấy, thì lúc trước em có những cái bài khuyên với các cô chú anh chị em là nên cho những con chó tiếp cận nhảy và phối. Tuy rằng nhảy đợt đầu có thể xịt hoặc là nhảy đợt đầu có thể là ít con, nhưng chúng ta phối như thế thì vừa làm cho chó đực của chúng ta giải phóng năng lượng về khung gọng, khung gầm, và vừa để cho con cái nó bắt nhịp đối với cái chế độ sinh sản. Và con cái nó cũng từ cái mức độ dậy thì đó nó sẽ phát triển, sẽ lớn hơn và đẹp hơn. Nếu chúng ta bỏ qua những cái giai đoạn xa lơ của con cái đầu tiên như thế thì con cái nó sẽ rơi vào tình trạng gì? Nó sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, bỏ ăn, và nó sẽ bị một số những cái loại bệnh như là đau mắt. Đấy, nó sẽ bị đau mắt nhá. Em đã mấy mùa và 4-5 mùa em đã thấy là nó sẽ bị đau mắt là thứ nhất này. Thứ hai là nó chán nản, nó bỏ ăn và nó rơi vào cái tình trạng như là bị trầm cảm trong một thời gian dài. Kể cả những cái con khác đụng vào nó chơi hay là gì nó cũng sẽ có những cái phản ứng gọi là nó bị nhột hay là nó bị nhát. Đấy, hoặc là nó sẽ lủi thủi một mình. Đấy, đó là những cái dấu hiệu và cái trường hợp mà chúng ta bỏ qua. Hoặc là những cái con chó cái đã lớn tuổi. Đấy, đã lớn tuổi mà chúng ta không cho nó phối nữa để giữ gìn sức khỏe cho nó thì nó cũng rơi vào cái tình trạng là ủ rũ, nằm mệt và hay ngủ nhiều. Đấy, hay có quèn mắt nhiều. Đó thì đó là cái vấn đề về giải thích sơ bộ về cái vấn đề ức chế của con chó trong cái quá trình phát triển về sinh lý của nó. Còn khi mà cái con chó để chúng ta tìm hiểu rõ hơn và nhận biết rõ hơn về cái vấn đề và nuôi chó đực hay nuôi chó cái thì nó dễ, con nào thì dễ hơn, thì em vẫn khuyên các cô chú anh chị em là chúng ta nuôi cái hệ chó đực thì nó sẽ dễ hơn.
Đấy, tại vì khi mà các cô chú anh chị em biết rằng là cái con cái nó có cái chu kỳ và vòng đời sinh sản lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nó sẽ cần rất nhiều những chất dinh dưỡng, cần rất nhiều những không gian, thời gian để cho nó chạy nhảy vui chơi, để không vào trong cái tình trạng như là sau sinh của nó sẽ bị trầm cảm, nó sẽ bị rụng lông nhiều, và trong cái thời gian kể cả mang bầu hay kể cả sa lơ thì nó rất cần nhiều chất đạm, đó là chất dinh dưỡng đạm, cần rất là nhiều cho cơ thể. Nếu con nào mà không được chăm sóc kỹ lưỡng thì con đó sẽ có vòng đời và tuổi thọ rất là ngắn, và nó sẽ mang đến rất nhiều những cái rắc rối cho chúng ta chăm khi không biết chăm một con chó sinh sản. Nó sẽ rất rắc rối. Thứ nhất là đẻ non, thứ hai là đẻ chết lưu thì chết cả mẹ cả con, và thứ ba là khi mà đẻ ra đấy là nó suy dinh dưỡng. Còi cọc nuôi một cái đàn chó nhìn thấy nó giặt giẹo, thấy nó tù mù, thấy nó linh tinh, thấy nó lung tung thì cũng chán. Đấy, và con chó cái thì nó cũng rất là phức tạp. Khi chúng ta mà không có những cái chế độ vệ sinh hay là dọn dẹp cho nó thật là cẩn thận thì nó sẽ gây cho những cái vấn đề mất mất vệ sinh rất là nhiều. Đấy, cho nên là nhiều người bảo là nuôi chó nuôi mèo sinh sản nó mệt quá, thì đúng thật rồi, con gì sinh sản chả mệt. Chúng ta không những chăm mẹ chăm con, chăm từ lúc nó sa lơ đến lúc nó có bầu rồi đến lúc nó đẻ, chăm cả mẹ cả con phải đồng đều nhau, nếu không đồng đều nhau nó sẽ bị lệch pha, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những cái hậu quả rắc rối rất là nhiều. Còn về cái con chó đực ấy thì nó thoải mái hơn một tí thôi nhá, chứ không phải bảo là cứ nghiêng về con chó cái là nó sẽ phức tạp hơn con chó đực đâu, nhưng mà con chó đực chỉ không phức tạp hơn con chó cái một tí thôi, gọi là một tí tẹo teo thôi. Đó là con chó đực như thế nào. Con chó đực nó lại ngược lại với con chó cái này này. Khi mà cái con chó cái ấy, ở cái mức độ mà nuôi lớn thì nó là một ở cái mức độ dinh dưỡng rất là bình thường. Tại vì con chó cái thì mọi người biết rồi, kể cả những cái con mà có thể hình thể trạng ngầu như con đực ấy, thì nó cũng cần, nó cũng điềm đạm với những cái chế độ dinh dưỡng nó thật sự là bình thường, nó không cần phải cái gì là nó quá đáng. Mọi người hãy nhớ rằng nhá, nếu mà chúng ta nuôi một con chó cái từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn nó quá béo, nó sẽ bị làm đè nén cái hệ sinh dục và cái buồng trứng của nó, sau này rất khổ sở cho cái việc đẻ hoặc là mắn đẻ hoặc là đẻ con nhiều cho cái dạ con của nó nhá. Chứ không phải là bảo con chó cái nuôi cho thật là ngầu vào thì sau này nó đẻ tốt đâu, không có đâu. Ăn nấm, nó gọi là ăn nấm lú mề đấy. Ở những cái loài gia súc gia cầm hay là những cái loại mà động vật bậc thấp như là những con chó thế này hay những con ngan con gà, cứ nuôi thử nó béo từ lúc nhỏ xem, đến lúc lớn là nó kiểu nú luôn đấy. Đó, giải thích thế cho các cô chú anh chị em hiểu nhá. Còn riêng về cái quá trình của con đực thì về cái vấn đề mà lúc nhỏ ấy, thì nó sẽ rất cần rất nhiều những cái chế độ dinh dưỡng khác nhau. Từ 1 tháng tuổi đến 3 tháng tuổi, từ 3 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi, từ 6 đến 8, từ 8 đến 10 và từ 10 đến 12 tháng tuổi hoặc là đến 16 tháng tuổi. Thì con chó đực nếu mà trong cái quãng nguy hiểm nhất của con chó đực đó là từ 3 tháng tuổi, 3 tháng tuổi cho đến 10 tháng tuổi, nếu trong thời gian này các cô chú anh chị em không có chất dinh dưỡng đầy đủ, nuôi nó bị lệch hoặc là không quan tâm, bỏ bê nó sẽ sau này nó sẽ phá tướng. Thứ nhất là nó sẽ xấu đi. Thứ hai là cái vòng đời và cái tuổi thọ của nó ở trong cái quá trình sinh trưởng mạnh nhất mà không được tiếp ứng thì nó sẽ bị giảm sút rất là nhiều, kể cả về cái vấn đề đề kháng lẫn cái vấn đề thần kinh của con chó. Khi trong cái quá trình phát triển mạnh của con chó đực là từ 3 đến 10 tháng mà các cô chú anh chị em để nó bơ vơ này, để nó gọi là bỏ bê này, rồi là nuôi nhốt nó rất là nhiều, thì sau này cái bản tính và cái tính cách của nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Con chó đó nó sẽ không điềm đạm là thứ nhất, thứ hai nó sẽ ngu ngơ khủ khờ và nó sẽ bị giảm đi những cái chỉ số IQ nhất định. Đấy, và thứ ba nó sẽ dẫn đến những cái con chó đó nó có những cái hệ miễn dịch và với những cái bệnh tật nho nhỏ bên ngoài như hắt hơi, sỏ mũi, đau đầu nó sẽ không thể nào mà chống chịu được. Đó đó là các cô chú anh chị em phải hiểu điều này. Nếu trong cái thời gian mà nuôi những cái con chó đực mà chúng ta phát triển cái hệ mà dinh dưỡng và hệ khung gọng của con chó đực từ 1 tháng, 3 tháng, 3 tháng đến 6, 6 đến 8, 8 đến 10, 10 đến 12 và đến 16 tháng kịch thủ cho con chó đực, thì con chó đực của các cô chú anh chị em nó sẽ đạt được những cái thể hình, thể trạng và kể cả là những cái chỉ số thông minh IQ của nó rất là vượt trội. Và cũng khuyến cáo với các cô chú anh chị em khi nuôi chó không nên nuôi nhốt chó ở trong một khu vực rất nhỏ, rất hẹp và ẩm ướt. Chúng ta nên cho nó ăn nắng nhiều, chạy nhảy nhiều. Về con chó là hệ cơ xương, cơ bắp rất là nhiều, cho nên nó cần tổng hợp rất nhiều vitamin để trao đổi chất và tiếp ứng trong cái quá trình mà chạy nhảy vui đùa của nó. Cho nên cần một cái không gian thật sự là thoải mái để cho con chó nó phát triển.
nắng nôi các kiểu thể loại. Còn mà mọi người bảo rằng là nền bê tông hay là bất kỳ một cái gì đó, hay là nền sân nhựa hay là kể cả đường nhựa các kiểu, thì có nên cho chó chạy hay không, thì cái vấn đề này là chúng ta cứ tập luyện dần dần, và chúng ta tập luyện hàng ngày. Ban đầu nó chạy nó sẽ bị đau chân, sau rồi bắt đầu nó quen và cái đế nó dày lên thì nó sẽ tốt hơn. Kể cả những cái con chó này của em thế đang chạy nền đất quen, bắt đầu là trở lên một cái khu vực hồ cho nó chạy, chạy khoảng một lúc thôi là sáng mai về tập tễnh à. Nhưng mà sau khi chạy rất nhiều lần, vài lần thì cái con chó nó sẽ quen, và cái đế và cái móng chân của nó sẽ quen. Nên cho những con chó nó thích nghi với những cái công việc như là đào bới hay là chạy nhảy để nó mài mòn cái móng của nó đi, và để tạo cho một cái độ đế của nó dày và liên tục thay thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, chứ chúng ta không nên gọi là nuôi nhốt nó ở một không gian hẹp, chật hẹp mà lại ẩm ướt, thì con chó nó rất dễ bị mắc những cái bệnh da liễu hoặc là rất dễ mắc những cái bệnh hô hấp, và nó làm cho cái con chó của chúng ta kém. Con chó nó thật sự đối với các cô chú anh chị em nó tắm nắng rất là nhiều, tắm nắng rất là nhiều vào buổi sáng, và nó chạy nhảy đùa nghịch rất là nhiều vào buổi sáng sớm. Đấy, nó sẽ giúp cho cơ thể của nó sẽ điều hòa được nhiều hơn, hấp thụ nhiệt và nó sẽ tốt hơn, con chó sẽ phát triển tốt hơn. Thì đó là những cái mức vấn đề em tư vấn cho các cô chú anh chị em về cái sự phát triển của con chó đực và cho con chó cái, cũng giống như là nêu ra một cái số đặc điểm nếu các cô chú anh chị em cảm thấy chó đực nuôi dễ hay cảm thấy chó cái nuôi dễ, thì các cô chú anh chị em cứ tìm hiểu và sưu tầm. Còn tùy vào mức độ thôi, có người thích nuôi sinh sản, vừa đam mê vừa sinh sản và vừa kiếm ra tiền từ đam mê. Có người thích nuôi theo kiểu bạn bè, chọn một con chó đực hay một con chó cái gì đó để chúng ta làm bạn, hay là phối ra đàn chó con để chăm sóc, yêu thương nó cũng được thôi. Đấy, tùy vào cái cách của các cô chú anh chị em và tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mọi người. Mọi người có thể sưu tầm chó đực hay là chó cái. Đấy, chúc toàn thể các cô chú anh chị em tìm được những cái con chó tốt và yêu cái dòng chó Bắc Hà này hơn, một trong những dòng tứ đại quốc khuyển của Việt Nam, để gìn giữ những cái nét và vẻ đẹp của nó. Em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhé. Tôm mới tắm. Con tôm này thì nó có một hậu duệ. Đấy, một hậu duệ thì từ lúc là nó được 9 tháng tuổi thì nó đã phối một cái con màu đỏ sẫm, và bây giờ cũng ra một hậu duệ đang cất giữ. Thì lúc nào thì phê, lúc nào thì giãn dịch các kiểu, thì em sẽ quay cho các cô chú anh chị em những cái tâm huyết của em. Còn nói chung là trong cái quá trình phát triển và sàng lọc thì em sẽ không thể nào mà quay được cho các cô chú anh chị em, tại vì đây là cũng là nói chung là chả phải bí mật gì đâu, nhưng mà gọi là bí mật của riêng em. Nói chung là để ủ, để lúc nào thành công thì mới dám khoe khoang, chứ còn bây giờ mà chưa chọn lọc được, chưa thế nọ thế kia được thì cũng không dám nói nhiều. Em đã nói rồi đấy, những cái đàn chó con mà khoe sớm quá nó thường hay bị chết cho nên là cũng không muốn theo cái lớp đó. Đó, cho nên là lúc nào ở một cái mức độ mà thật sự là ok thì em sẽ quay cho các cô chú anh chị em xem con của con tôm. Đấy, con này là làm bố từ lúc 8 tháng tuổi nhá, hơn 8 tháng tuổi, gần 9 tháng. Đó, chứ không phải là ấy đâu. Đây, bây giờ nó mới được 80% lông. Đấy, hôm nay thì mới tắm cho nó. Con này thì khoảng tầm 2 tháng nữa thì nó sẽ rất là đỉnh, và 2 tháng nữa em sẽ quay cho các cô chú anh chị em. Bờm biếc nó cũng đang phân bố rồi, nhưng nó vẫn còn đang thay lông này, thay lông ở phần này đó. Tai tiếc vẫn còn chưa thay xong, thay khá là chậm, theo thay gọi là theo mảng, nó không thay theo rụng lung tung. Mọi người người nhìn thấy bờm cổ chưa, bờm cổ phân tầng, mọi người nhìn thấy lông của bờm cổ rất là nhiều, nhưng mà thực sự ở bên trong của nó cổ cổ chỉ khoảng tầm này thôi cổ chỉ khoảng xíu thôi đấy, chứ không có nhiều đó. Mọi người thấy hai bên tai này. Đấy, vẫn còn lông đấy, ở trên người vẫn còn lông hơi hơi phớt phớt đấy. Con này là một con màu đỏ sô cô la trong bảng màu. Trong cái bảng màu và trong cái giống chó Bắc Hà của Việt Nam thì những con màu đỏ sô cô la thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi các cô chú anh chị em ạ, chứ không có nhiều. Và những cái con mà xếp top thì có lẽ là em thì không nói bảo là chó em phải xếp top, nhưng mà nói chung là thôi cứ chơi thế nào cho nó đúng là được, chơi đúng chơi đẹp là được. Đấy, và chúng ta cũng nên phải dựa theo những cái vấn đề khoa học kỹ thuật của những cái tổ chức có cơ sở, viện nghiên cứu có cơ sở để chúng ta chơi theo, làm một cái bản lề để lưu giữ những cái nguồn gen tốt như thế này. Rồi, em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhé.